Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình là review tận cảnh cho các bác. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt luôn, đó chính là ngày mùng 1 tháng mới. Tiên thì chúc mọi người, chúc toàn thể anh chị em trên cả nước có một ngày làm việc hiệu quả cũng như là một tháng mới đầy may mắn và hạnh phúc trong gia đình. Đó thì đây là một trong những cái sản phẩm nước hoa của hãng Karori, một trong những cái thương hiệu đẳng cấp về ngành công nghiệp nước hoa xe hơi. Đó các bạn, đây là một chú mèo thần tài, nó mang đến sự may mắn cũng như là nhiều những cái sự vinh hoa phú quý trong chiếc cabin của chúng ta. Đấy là cái nước hoa thì trên xe thì có rất nhiều những hình thù rồi kiểu dáng khác nhau, nhưng mà một chú mèo thì nó là tượng trưng cho sự may mắn. Đó các bạn thấy vào những nhà các đại gia rồi những anh chị trong ngành đại khái nhà siêu giàu thì lúc nào cũng có một chú mèo thần tài để ở cạnh bàn làm việc rồi cũng như là cạnh những cái phòng khách của các anh chị đấy. Đây là một chú mèo rất là tinh xảo các bạn nhá. Hàng nước hoa này rất là thơm luôn. Anh em chỉ cần bóc cái dây này ra thôi, và chúng ta để trong xe, trong phòng, những tủ quần áo rồi cũng như phòng khách rồi cabin xe, hoặc là những chỗ nào chúng ta thấy đẹp thì chúng ta để thôi. Mùi hoa rất là nam tính các bạn nhá. Mùi nước hoa rất nam tính luôn. Cái này thì nó sẽ có 2-3 mùi, nhưng mà mình chỉ nhầm cái mùi nam tính thôi, gọi là manly đấy, đẳng cấp của phái mạnh đấy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ thấy nó quyến rũ ngọt ngào khi chị em phụ nữ bước lên cabin. Đó các bạn nhá, con mèo thần tài. Đấy, diện tích của nó thì cũng không to mà cũng không nhỏ, để vừa cho tất cả các dòng xe tải, xe con, xe hơi, thậm chí là những cái phòng trang trí nhỏ, bàn làm việc của anh em. Đấy, nước hoa Karori, một trong những nước hoa nổi tiếng ngoài xe hơi công nghiệp. Đấy các bạn ạ, mỗi một cái con mèo là có mã QR, check mã code QR, để các bạn không sợ nhầm, như là không bao giờ sợ là cái hàng fake. Con này thì hàng thương hiệu, đúng hàng công ty các bạn nhá. Anh em có nhiều vùng bình nha các bạn nhá, thank you mọi người rất là nhiều luôn. Đấy, hôm nay là mùng 1 các bạn này. Thank you mọi người rất là nhiều. Đây là phụ nữ Nhật Đức các bạn nhé. Và anh em một mình theo số điện thoại là 0978 230 83 và 0978 230 38, cũng như là 0243 861 6426. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Đó, mèo thần tài các bạn nhé. Anh em lấy ủng hộ mình thì hãy nhớ đọc là cú pháp mèo thần tài. Thank you mọi người rất là nhiều.